này bằng giấy, kiểu nam châm ấy. Nghĩa là nhìn qua á, ta không ở nghĩ là cái này có giá chỉ 20 mấy ngàn. Cái này là một cái dạng, cái này gọi là kim tuyến đi, ô nhũ ý, mà nó không phải là phấn mà nó là dạng kiểu cái kim tuyến nó rất là nhỏ đây đó. Màu đậm rất là lên. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại đến với kênh của tớ trên Hong Wish. Như tiêu đề của video này, và tớ cũng đã nhá hàng trên group bí mật của tớ cũng như là trên Instagram story, và các bạn đã vote và tiếp nối cái series Fans Vote và Wish sẽ mua. Thì hôm nay chúng ta sẽ có toàn bộ là những bảng phấn mắt nội địa chung giá siêu rẻ, rẻ dã man tàn bạo và rẻ nhất từ trước đến giờ tớ từng mua luôn. Có những cái bảng phấn mắt quen quen và có những bảng phấn mắt có thể là chưa quen. Và toàn bộ những bảng phấn mắt trong ngày hôm nay thì đều có giá dưới 59.000 đồng. Wow, wow, tin nổi không? 59.000 luôn đó các cậu. Thật ra là tớ cũng phải gọi là nâng lên đặt xuống, lựa chọn chọn lắm luôn ấy. Và trước khi sâu ra những cái bảng phấn mắt ngày hôm nay mà tớ đã lựa chọn chọn ấy, thì đầu tiên tớ sẽ nói tiêu chí là càng rẻ càng tốt này, để thử xem là chất lượng nó như thế nào. Thứ hai, đấy là tớ rất muốn tránh những cái bảng phấn mắt mà được gọi trên mạng là bản dupe của những bảng phấn mắt nổi tiếng như Huda, Colourpop hay là vân vân và mây mây. Thật ra gọi là bản dupe nhưng không phải bản dupe đâu, nói thật với mọi người đấy. Nó là, mình xin phép gọi một cái hơi gắt, đấy là bản fake thì đúng hơn. Và tại vì nó bê nguyên cái mẫu mã y chang, bao bì y hệt, chỉ thay mỗi cái tên. Đây là sẽ là những cái bảng phấn mắt mà tớ lựa để nào tránh được đụng độ nhiều nhất với những cái bảng phấn mắt các hãng uy tín. Mà đây là những cái mà kiểu chỉ Trung Quốc, chắc là chỉ Trung Quốc mới làm. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu nhá. Tớ sẽ khoe với các cậu các bảng phấn mắt có ngày hôm nay. Trông cũng rất quen đấy, nhưng có cái có thể là chưa quen lắm. Khá là nhiều đấy mọi người ạ. Nhưng mà giá thì đắt nhất cũng chỉ có 59.000, còn rẻ nhất là đâu 20 mấy nghìn á. Thì nếu tôi nhớ không nhầm thì đắt nhất là cái bảng này. Cái bảng này, đầu tiên là cái bảng này đi. Đây là cái bảng phấn mắt mà khá là quen và khá là hot cái thời gian trước đây. Bây giờ thì tôi thấy kiểu như là khá là khó mua những cái bảng phấn mắt này. Đấy là bảng mắt của Tutu. Tôi không hiểu sao, có thể là lâu rồi họ không còn làm cái mẫu này nữa. Và cái bảng phấn mắt này thì nó có tận 16 ô và đây là cái tông màu số 2. Thì có giá là 49.000. Thoạt vào mắt nhìn thì đấy là cái này khá là tiện dụng, tại vì cái ô màu này nó có tận 16 ô và nó có khá là phong phú, trải dài từ cái tông đỏ cho đến cái tông vàng cam. Có một số ô màu tối để dễ mix. Đây, tớ vừa thử cái ô này. Dưới ánh đèn của camera thì các bạn có thể thấy là cái nhũ này nó cũng khá là lên. Thử cái tông đậm nhất thì tôi thấy là cái này độ bám ổn, bám ra tay tớ nhiều hơn, tại vì cái phần này của tớ ấy, là nó không có mồ hôi, còn cái đầu ngón tay tớ có mồ hôi. Bởi vậy theo kinh nghiệm của tớ, nếu mà đánh phấn mắt, đặc biệt là những cái dòng phấn mắt mà cái độ pigment nó không được cao ấy, dĩ nhiên là bởi vì cái giá tiền nó rẻ cho nên là nó cũng sẽ chỉ ở một cái mức chung chung vậy đó. Thì tớ thấy cái bảng phấn mắt này rất là ổn, màu đẹp, rất là đáng mua. Với cái giá 49.000 thì xinh, xinh lắm nha, đậy nắp lại xinh nha. Tớ thích nhìn cái kiểu in trắng 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 mà mờ kiểu này, rất là xinh. Thứ hai cũng là một cái bảng phấn mắt xinh lắm luôn này, cũng kiểu tông tông đào đào. Nhìn qua thì có vẻ thấy hơi giống nhau đúng không? Tớ thấy cái này này nó sẽ thiên về kiểu hồng đào hơn. Cái này là tông 01 này mọi người, 01. Tên, yeah, xinh quá ta. Mới nhìn qua thì đã thấy là chúng ta có 5 ô nhũ và còn lại là các ô matte. Ước gì họ làm cái phần trắng trắng này ở trên, là họ làm một cái ngang như này này, là cái gương á. Tại vì khi mà mình mở ra như này này thì cái này nó đúng cái tầm mắt của mình thì sẽ dễ trang điểm hơn. Còn cái này thì nó làm thì xinh thật nhưng mà không được tiện lắm. Tớ là thích cái kiểu kia hơn. Sẽ thử cái ô nhũ nhất nhá, xem nó lên không. Ui, lên quá này, các cậu thấy không? Lên là lên luôn. Mấy ô màu mết nha. Ôi, quá lên. Cái phấn mắt này nó còn lên hơn cái Tutu kia luôn á. À, cái này mới là cái đắt nhất này. Cái này cái 59.000. Còn cái lúc đấy mà không phải, cái lúc nãy tôi rơi đây không phải. Cái này mới là cái 59.000. Và cái thấy, tôi thấy cái này rất là đáng mua. Từ thiết kế rồi đến cái chất phấn đều rất là lên. Rồi cái mùi. Thảo nào, tớ lúc mà tớ đóng cái hộp lại như này, tớ thấy cái mùi gì kỳ kỳ, xong mở ra mà ngửi á,
tầm này thì các bạn dơ tầm này này, các bạn đã ngửi thấy cái mùi nó rất là mỹ phẩm, cái mùi nó hắc ấy. May mà cái này là phấn mắt nha, chứ cái này mà là son hay kem hay phấn gì gì đấy là tớ kiểu bye bye luôn rồi, tại vì cái mùi của nó kiểu khó chịu ấy, cái mùi nó rất là hắc. Rồi cái tiếp theo mà cũng rất là xinh. Thật ra thì tớ thấy cái nào tớ lựa cũng phải xinh tớ mới mua ấy. Thì cái này là Kiss Morphe. Cái này là bảng phấn mắt con mèo, tớ gọi tạm vậy đi. Cái chất, cái vỏ bên ngoài này sờ rất là thích luôn đó mọi người. Từ cái vỏ cho đến cái hộp này bằng giấy kiểu nam châm ấy. Đó, rất là thích. Và tớ thấy cái thiết kế này nó phải đắt tiền mới đúng. Nhưng mà không, cái nếu mà cái hộp cái 59.000 rồi thì cái hộp này rẻ hơn. Ủa, cái này còn 50.000. Cầm cái hộp này nhá, nếu mà chưa mở ra nhá, mới chỉ cầm như này thôi, cái này phải tầm 200-300 trở lên. Tại vì nó đẹp này, này cái giấy in của nó cũng phải đều đâu. Đấy, mở ra xem nào. Tan tan. Ồ, đẹp nè. Đẹp nè, có gương luôn á. Nè các bạn, rất là tiện. Tớ thấy là cái hộp này nhá, thì nó hơi bị lem lem cũ cũ một chút xíu này. Thì cái này không phải là do tớ đâu, tại vì với cả ở chỗ cái này này, nó cũng lem lem. Thì không biết là do vận chuyển hay do đóng gói hay là do hàng tôn hay cái gì. Thì ở đây nó cũng sẽ dơ dơ một chút xíu. Nhưng mà chung quy thì là hộp phấn mắt này rất là đẹp. Đập vào mắt tớ đấy là một cái ô mà hình con mèo. Đây, cái ô hình con mèo nhá. Lộn, bàn chân mèo không phải con mèo. Đây. Cái chất phấn này thì nó cũng... Hiện tại là tớ thấy nó lên hơi nhạt hơn một chút xíu so với cái những cái màu lúc nãy của các bạn phải mắt kia. Và thử một cái màu khác. Cùng một tôm này đi. Ồ, không, do cái màu này nhạt chứ không phải là do cái phấn đều lên này. Tớ quẹt một cái lên luôn. Ôi, thế là cái này nó, cái màu nó bám tốt lắm. Một cái tông màu đậm nha, cũng là bảng màu mét luôn á. Ồ, màu đậm rất là lên. Wow, cái bảng phấn mắt 50.000 này lại đáng mua nữa rồi. Không fail. Và cái này không có mùi nha. Không có mùi hôi, mùi thơm gì hết trơn luôn. Ồ, hợp lý này, hợp lý này. Đấy, hợp lý, nên mua cái bảng phấn mắt này. Và tớ sẽ đặt link tất cả các sản phẩm ở dưới phần mô tả. Đấy, những bạn nào thích thì các bạn có thể sắm Tết nha mọi người. Đây là hai cái bảng phấn mắt mà tớ mua hai cái tông màu khác nhau. Coco Venus cũng là một cái hãng phấn mắt khá là quen thuộc và nhiều người chắc đã biết rồi. Wow, xinh, trời ơi xinh. Như các bạn thấy thì là ở đây thì nó cũng có một cái sự tương đồng. Nó chỉ khác nhau ở một vài ô thôi. Đấy, thì một cái ô là thiên bên tay trái của tớ, bên này nha. Cái ô này là nó thiên hồng, còn cái này là nó thiên cam. Nó đơn giản, nó kiểu gọn gàng, nó sạch sẽ. Nó cũng tay tớ nãy giờ là tớ dính phấn đúng không? Mà nó không bám vân tay và nhìn rõ được cái màu, nhìn được rõ cái bảng mắt. Có một cái này là hơi bất tiện ở chỗ là nó đơn giản cho nên là nó không có gương. Nhưng mà thế cũng ok. Tại cái mở ra nó rất là xinh, các bạn nhìn thấy không? Quá là xinh luôn, và tớ cảm thấy là chín ô màu của bảng này rất dễ sử dụng, nhỏ gọn, mang đi cũng tiện. Đấy, tớ thử cái này. Cái chất cái ô nhũ của cái ô bảng mà hơi thiên cam này này. À đây này, đây này. Đây mọi người. Đó. Ô nhũ lên lắm nha. Nó lên ấy chứ không phải không lên đâu, nó rất lên này. Chẳng qua nó lòng bàn tay nên là khó lên đó. Với lại cả ánh sáng ấy, nhìn nó khó. Lên quá, được, cái màu rất là đẹp. Còn cái ô này là thử một cái bảng này là thử một cái màu mết đi. Cái phấn này nó cũng không có mùi. Nhưng mà người dí sát vào mũi như này thì nó có cái mùi gì đấy nhẹ 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 lắm, nhưng mà không đáng kể. Ồ, cả cái bàn tay màu rất là lên. Trời ơi, nãy giờ là tôi thấy bảng phấn mắt nào tôi cũng khá là ưng. Nhưng mà cái nãy giờ tôi ưng cái này nhất. Hai cái bảng phấn mắt Coco Venus Dicalu này là mỗi bảng 45.000. Thì mỗi bảng là tớ mua ha một tông màu. Đó, rất là đẹp, và tớ nghĩ là các bạn học sinh, sinh viên nếu mà ai chưa có nhiều khoản đầu tư để đầu tư những bảng phấn mắt xịn thì các bạn có thể tham khảo cái bảng phấn mắt này, và cái bảng phấn mắt này là nên mua cực kỳ. 9 ô màu chúng ta có thể kết hợp để tạo thành nhiều cái make up, ít nhất là phải 3 kiểu đánh tông màu mix khác nhau. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nói chung là tớ ưng cái này lắm luôn đấy. Nhìn đã ưng rồi, kiểu tính cách nhìn thấy đã ưng rồi. Tiếp đến là cái bảng phấn mắt này là Girls Makeup Kiss Beauty, là hình em bé cô gái này. Thì cái này nó có một cái khác so với những cái bảng phấn mắt kia. Ôi trời ơi, ngửi thấy mùi lại một cái mùi mỹ phẩm mà nồng nồng giống như là cái bảng này rồi. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Không thích, không sử dụng những cái phấn hay kem mà có cái mùi này đâu. Ok, quay trở lại ấy, là cái này nó tiện hơn là bởi vì nó có hai cái ô này, là cái hai cái ô mà các bạn có thể dùng để đánh má. Còn ở trên là 8 ô màu, và 8 ô màu này rất đẹp.
nó có tận 8 ô màu nhưng có tận 6 ô nhũ và 2 ô mết. Thì cái màu cho nó các bạn, riêng hai cái màu này là lên quá trời lên. Này. Tay tớ nhiều màu quá rồi nhưng mà cái nhũ của nó lên quá. Cái nhũ của nó là một cái màu này, cái này là cái nào màu gold rose kiểu quá đẹp. Không hiểu là giá rẻ như thế nhưng mà tại sao họ làm cái màu nó đẹp được. Còn tốt hay không á thì phải có thời gian sử dụng thì mới kiểm nhận được. Riêng về phấn mắt ấy thì tốt hay không các bạn chỉ cần khi mà các bạn dùng lên, nếu mà đánh lên mắt ấy nó bám hay không này và nó lưu lại được trên mặt bao lâu. Tôi nói cậu ấy, những cái dòng phấn mắt mà xịn, mà những bảng phấn mắt mà đắt tiền ấy thì cái độ bám của nó rất là tốt. Và nhiều lúc tôi nói là ví dụ đi make up từ sáng đến tối ấy, trên mặt có thể nền niếc, có thể về nó trôi lên tã, son có thể bay màu, nhưng mà riêng cái quả mắt, màu mắt vẫn còn đấy. Đó, quả eyeliner và cái quả mascara là nó vẫn còn đấy và cái màu mắt còn thế. Tiếp đến là chúng ta còn hai cái bảng này. Thì cái video này dài phết đấy, đến giờ là khá là nhiều. Đầu tiên là cái này lúc nãy tớ trông nó có vẻ nhìn nó rẻ xịn xịn ấy, tớ nghĩ là nó đắt nhất nhưng mà không phải, cái này là màu số 1 nhá. Cái này có 20 mấy ngàn à. Lamella Play Color Eye Palette, Lingerie Backstay. Đẹp nè, trời ơi. Nè cái này rất là xịn nha, nhìn rất là xịn nha, tại vì cái phần mà cái này gọi là cái gì ta? Cái bông kính. Không nhưng mà cái này nè, ghi tên từng màu một luôn á. Này, rất là xịn nha mọi người. Xong rồi cái hộp này gương cũng gương đầy đủ vào. Ồ, các bạn nghe cái tiếng không? Nghĩa là nhìn qua á, tớ không ngờ nghĩ là cái này có giá chỉ 20 mấy ngàn. Kiểu rất là hoang mang style và wow, họ có thể làm rẻ được như thế luôn á. Cái tông màu của cái bảng phấn mắt này thì nó thiên về cái sự nhã nhặn hơn một chút xíu. Cái tông này là cái tông nâu trải dài cho đến cái phần đỏ trầm và những cái màu nút. Ôi dồi ôi, cái nhũ này rất là lên. Ô nhũ này rất là lên. Cái màu nút thì chắc phải thử ấy, tại vì rất là khó để có thể lên được. Đây, cái màu nhũ này. Thế các bạn trên camera cũng không nhìn thấy được đâu. Nhưng mà tôi thấy 20 mấy nghìn mà thiết kế nhìn thôi đã thấy hợp lý rất rồi này. Ôi thật luôn ý. Thật luôn ý, có 20 mấy ngàn luôn á. Nếu mà ai cảm thấy không chắc chắn về cái việc mà không biết chất lượng như thế nào thì đối với những cái sản phẩm giá rẻ như thế này thì cũng có người mua về thử xem dùng ok thì dùng, không thì thôi. Tại vì cũng không có tiếc lắm. Tại vì nói thật cái này không bằng cốc trà sữa luôn ấy. Khó hiểu lắm tại sao có thể sản xuất được như thế. No, I don't know. Rồi cái cuối cùng rất là quen, đấy là một cái giống như một cái đôi đũa. Giống như một cái vỏ hộp mà đựng cái đũa mà kiểu đũa inox á, cái đồ mà mình hay mang ống hút các thứ. Thì cái này là Sharp Eye Shader Lasting Makeup. Cái palette mà nhìn nó cũng rất là xinh. Có bao nhiêu màu? 2, 4, 6, 8, 9 màu. Cái này thì thoạt đầu nhìn ấy thì có thể cảm giác như kiểu là ai đó đã từng ấn cái tay vào đây rồi. Các bạn nhìn thấy nó hơi móp móp không? Nè, giống như cái ấn ngón tay á, nhưng mà không phải đâu. Cái này có giá chưa tới 3.000 lại vẫn chưa được một ly trà sữa. Tôi hình như tôi nhớ mắc má là ngày xưa tôi có một cái kiểu ô này rồi. Và hồi đấy hình như nó đắt hơn thì phải. Có thể là bây giờ do cái này, cái mẫu nó cũ rồi hay sao ấy. Nhưng mà tôi vẫn thấy nó đẹp, vẫn mua lại. Đặc biệt tôi thích cái ô này lắm luôn này. Thích cái ô này lắm luôn ấy. Tại vì cái này là một cái dạng, cái này gọi là kim tuyến đi. Ô nhũ mà nó không phải là phấn mà nó là dạng kiểu cái kim tuyến nó rất là nhỏ. Đây, đó, tôi rất thích cái ô kiểu này luôn. Tại vì kiểu lúc mà kiểu make up mà cần kiểu sự lễ hội hay cái gì đấy thì tôi thích những cái ô như vậy. Tôi nghĩ là cái dòng sản phẩm của Coco Venus chất phấn đều rất là ổn. Đó, và rất là nhỏ gọn. Au, kẹt vào tay. Đây, cầm này thực sự là không thể nghĩ là đây là phấn mắt nha. Che cái tên đi, ai mà nghĩ đây là phấn mắt. Đúng không? Cái này mang đi học tớ cũng chịu luôn ạ. Tớ không biết luôn ạ. Tớ nghĩ là những cái món đồ ngày hôm nay chỉ cần các bạn tiết kiệm vài bữa ăn sáng đối với các bạn nhỏ, hoặc là đối với những bạn mà lớn hơn một chút xíu thì chắc cũng chỉ bằng một bữa ăn sáng, ăn trưa hoặc đi trà sữa, đi cà phê thôi mọi người. Thì đã có một hộp phấn mắt và tớ kiểu rẻ như vậy. Những cái sản phẩm rẻ và xinh xắn như thế này thì trước khi sử dụng chúng ta cũng nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ. Cũng như là tớ suy nghĩ rằng á, cái sản phẩm làm đẹp hay make up nào thì các bạn cũng nên dành thời gian tìm hiểu và đầu tư. Và hy vọng là qua cái video này, những bạn nào mà đang kiểu như là muốn sắm Tết mà kiểu tiết kiệm rẻ, hoặc là các bạn học sinh chưa có nhiều điều kiện, hoặc là những cái bạn mà chỉ đơn giản là bí quá, cần đồ make up luôn mà không biết lựa cái nào, mà hoặc là nghĩ là còn rất nhiều thứ, ví dụ như quần áo giày dép nên mua, thì đánh tạm vài hôm, bình thường ít khi trang điểm, xong bây giờ cần phải trang điểm mấy ngày Tết chẳng hạn, thì chúng ta có thể tham khảo nhé. Mọi thông tin về những cái bảng phấn mắt ngày hôm nay thì đều ở dưới phần mô tả. Và các bạn đừng quên là ghé thăm fanpage và Instagram của tớ để không bỏ lỡ một cái thông tin nào, cũng như là
các bạn đã tham gia cái group bí mật chưa? Trong đó có những cái như thế này. Những cái như thế này là những cái gì? Thì vào thì sẽ biết. Và nhấn like và subscribe channel bé nhỏ này để nhanh 1 triệu sub. Và bye bye, chúc các bạn luôn xinh và một cái Tết sẽ xinh đẹp.